chương trình thương vụ Bội Nghĩa Tỷ Bạn Dạng Dịp vẫn đang kế tiếp lên sóng và chiếm được nhiều phản hồi tốt từ phía người xem. Khán giả truyền hình ai nấy đều khác lạ xem xét đến từng cử chỉ của các sao vì họ ngoài việc quá quyền lực thì cũng có rất nhiều khoảnh khắc vô cùng đáng yêu. Trong tập Satan phát sóng tối ngày hôm qua, bà ngoại Sa Liên đã gần như chiếm sóng hoàn toàn với khoảnh khắc ôm ấp một em nhỏ nhắn được mẹ bế đi gọi vốn cùng. Chính Sa Liên đã gọi đó là giây phút chị quên mất mình là cá mập, quên hết những con số tiền tỷ, quên luôn đăng ghi hình, tất cả trước mắt chỉ có nhỏ nhắn con. Tôi cứ nhìn thấy trẻ con là lại tan chảy, chị nói. Khoảnh khắc Sa Liên bế em nhỏ nhắn khiến nhiều người tan chảy theo. Em nhỏ nhắn con này đã được mẹ bế đi cùng với anh trai để gọi vốn cho dự án trồng thực phẩm tinh khiết của cô. Cả trường quay đều nháo nhác trước sự hiện ra của các thiên thần nhỏ, và các Sa cũng không ngoại lệ. Trong khi ông nội Sa Diệt Triều yêu thương bắt tay nhỏ nhắn lớn thì bà ngoại Sa Liên dành luôn chân bế bồng em nhỏ nhắn nhỏ. Khoảnh khắc ấy người ta phải công nhận rằng, chị thật sự nhõng nhọt biết nhường nào. Cả Sa Liên và Sa Diệt đều rất hào hứng với các em nhỏ nhắn. Cuối cùng bà mẹ này đã chiếm được khoản đầu tư của ông nội Sa Diệt. Sa Liên nói cứ thấy trẻ con là lại tan chảy thì cũng đúng thôi, bởi vì ở nhà chị ấy cũng có cô cháu ngoại dễ yêu thương lắm. Cậu nhỏ nhắn vừa mới tròn 1 tuổi và rất khôi ngô, kháo khỉnh. Trong chương trình, chị cũng nói rằng, tôi đang mong được làm bà nội lắm khiến cho người xem không khỏi bật mỉm cười trước sự vô tư của vị sao quyền lực. Sa Liên đã lên chức bà ngoại. Cậu nhỏ nhắn rất kháo khỉnh, đáng yêu.